Phần này thì các bạn cần lưu ý nè. Khi mà mình chú thích cái chữ này number, mình nói number rồi hai chấm cái inwards, tức là gì? Tức là các bạn không được viết số ra. Ví dụ như 1 2 3 4 gì đó, 1 2 3 4 thì các bạn không nên viết số ra mà các bạn phải viết cái chữ ra. Có nghĩa là thay vì 1 thì các bạn viết chữ 1 hay là chữ 2. Tại sao? Tại vì cái này thì nó cũng giống như là cái phần Oxford comma hay là Cyril comma ha. Nghĩa là nó sẽ theo nhiều cái tiêu chuẩn khác nhau của mỗi một cái hiệp hội bên Mỹ đó, hay là những nước khác đó, mỗi một hiệp hội nó có một cái tiêu chuẩn khác nhau. Thì cái tiêu chuẩn mà mình học đó là những con số từ 1 cho tới 9 á, 1 cho tới 10 chứ, 1 tới 10 hay tới 9 ta, 1 tới 9 á, 1 tới 9 á, thì các bạn không có dùng số mà các bạn dùng chữ. Ví dụ như 2 cars thì các bạn không dùng số 2 nha, mà các bạn dùng chữ 2 như vậy đó. Thì khi mà mình chú thích phần này, các bạn hiểu là các bạn nên đổi cái chữ, cái số đó thành cái chữ. Còn khi mà số 10 và số 11 trở lên đó, thì lúc đó các bạn có thể dùng số được, nhưng cũng sẽ có nhiều trường hợp ngoại lệ nha. Tiếng Anh thì thường cái luật nào nó cũng có ngoại lệ trong hết, cho nên mình chỉ nói là cái luật chung nó như vậy, nhưng mà có nhiều trường hợp nó sẽ ngoại lệ. Thì những trường hợp ngoại lệ đó các bạn có thể tìm hiểu thêm, bởi vì phần này nó không quan trọng lắm, các bạn cũng không phải dùng số quá nhiều trong cái bài văn của mình. Cho nên mình chỉ nói để các bạn lưu ý là những số mà nhỏ đó, từ 1 tới 9 đó, các bạn dùng chữ, đừng dùng số. Rồi, đó là cái ý nghĩa của chữ number rồi in words. Tiếp theo nữa đó là gì? Là number mà mình dùng chữ singular hay là plural. Nghĩa là con số mà số là số đếm đó, là số của danh từ hay là số của động từ, nếu mà chủ ngữ số ít số nhiều đó thì mình dùng chữ singular là số ít ha, plural là số nhiều, thì cũng tương tự như vậy. Nếu mà mình đánh dấu chỗ này đó, mà mình đánh dấu một cái danh từ thì các bạn nên lật ngược lại. Có nghĩa là nếu mà danh từ đó số ít thì các bạn nên đổi thành số nhiều, nếu mà số nhiều thì nên đổi thành số ít. Và tương tự cái động từ ha, nếu mà động từ các bạn chia thì hiện tại đơn đó, thì các bạn có thể chia là theo chủ ngữ ngôi số 3 số ít hay là ngôi số nhiều gì đó, thì động từ nó sẽ phù hợp với động chủ ngữ đó, thì lúc đó các bạn sẽ chia cho thích hợp với chủ ngữ. Thì lúc đó mình sẽ nói là number, singular hay là plural, là số hay là ít hay là nhiều.